cỡ tuổi mấy anh á. Em gái này dưới quê chịu khó lấy chồng sớm chút đỉnh á. Sao? Em đẻ em rặn một lượt ra ba thằng. Ở đó mà anh nổi điên hà. Nãy giờ mấy anh kêu tôi hát hip hop tôi cũng hát được rồi. Mấy anh hát không được á thì cho tôi xin tiền bông. Hip hop không hát được dân ca. Anh phải đối lại với tôi bằng dân ca chứ. Anh cường hát đi, tự nhiên bây giờ chịu mốt. Mày hát đi. Chàng hướng đông dòng ca để anh hay ta. Cười xưa từng dòng ở nơi này cho ta thêm yêu. Dấu chân ngàn năm đi mở đứng cho ta thêm yêu bầy chim sao số lòng. Hai chim á hả? Chim sao? Tôi tưởng hai con thú lạ. Con này chim rồi cung nào bắn nó chết. Con này bắn nó chết để đại bác tống tiễn nó chắc lũng được lớp mỡ quá. Thôi mấy ông ghẹo tôi vài nữa. Anh giỡn em á, anh nói cho em nghe nè. Hip hop á không phải là chỉ có hát nhạc sôi động vậy đâu. Vậy hả? Mà nó còn có breakdance. Breakdance là gì anh? Trời đất, em nhà quê thấy ớn luôn á. Đây anh chỉ cho là một người dancer như anh bước ra sân khấu, lấy cái đầu của mình cắm xuống đất, quay 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 như bông dụ vậy. Trời, người ta ớm ớm ta cắm đầu xuống đất, người ta quay quay quay. Tôi còn tin cái tướng của ông bỏ vô lò quay thì được. Anh mà bỏ vô trong lò quay 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 đem ra 65.000 một ký ba rồi. Cha này có thêm miếng bánh hỏi mỡ hành ăn đã lắm à. Nhưng mà anh đừng có buồn, năm nay năm của anh mà. Vậy hả? Dạ, năm Đinh Hợi. Nguyên con heo luôn. Heo vàng. Nhưng mà anh chưa tới heo vàng đâu. Anh đâu phải heo vàng. Anh mới tới con heo nọc thôi à. Mấy ông làm gì, mấy ông nghĩ đâu, cắm đầu xuống đây quay tôi mới tin đâu. Thấy rồi mới tin, let's go. Thiệt không? Thôi nè. Thôi quay được không, cái này trơn lắm à nha. Wow. Yeah. Quay đầu nè. Yeah. Con cá lồng tông, con cá quẩy đuôi, cá lội hướng dòng. Hoa bao mùa, xuân nắng chiều mưa, tiết qua kia bổn thức cái dòng sông. Đất nước phương Nam, trời xanh mây trắng, soi dòng của đông giang, mênh mông rừng tràm, ba ngàn dừa xa. Anh ơi, anh này nè, anh nhảy giỏi quá à. Cho tôi bắt tay cái. Còn ông nội này nhảy như hạch vậy. Ông lăn không chứ nhảy vậy. May là có cái bụng này, không có là ông té rồi. Đi mở đứng bí giỡn rồi. Cho ta thêm yêu bầy. Trời ơi, trời, trời, trời. Ông này như con gấu rồi trời. Lòng nào nhốt nổi ông mà ông sộn. Em gái ơi, anh nhìn em chưa có ra hip hop. Bây giờ tặng giám sĩ chuyện của anh nè. Bà ba mà chơi nguyên cái đầu lâu luôn à. Vậy nó mới xin tiếp. Hát tiếp nè. Dạ. Còn đâu đây tiếng gió mưa phi, mà ngỡ con tàu đi ngược sông bờ xa. Nỉ non sao tiếng nhạc cho chiều. Cuộc ấy xuôi phương Nam phiêu bà con thủy triều. Dẫu trải qua thăng trầm dòng tố, qua bao buồn nỗi quay, mãi dâng cho đời bài tình ca đất phương Nam. Em gái anh chỉ em chiêu này quan trọng của hip hop nè. Đưa cái tay của em ra, chỉ ra chỉ vô. Con mắt của em phải tập trung vô, suy nghĩ vô, căng thẳng vô. Hip hop bắt buộc phải vậy. Trời, cái mặt làm như ai cho khủi tôi vậy trời. Đúng đọc, rồi. Đọc rap được không? Anh hát em đọc rap nha. Chơi luôn. Go. Đâu đây dù đi đâu, dù về đâu, cùng nhau về miền đất Phương Nam. Cùng nhau về một cánh đồng xa, với một hàng con lúa chỗ bông. Yeah. Qua đây, qua đây, qua đây. Vừa mới xuôi Phương Nam phiêu bà con thủy triều. Đã trải qua thăng trầm dòng tô. Nhớ sông xưa, nhớ người xưa vẫn còn đó không liền xa. Cho chúng ta âm vang khúc ca đất Phương Nam. Yeah. Quỷ. Ai làm gì má mặt thế hết. Trời ơi.
ngồi đây tôi coi chừng nửa tiếng đồng hồ, biết thằng ở dưới có lòi bản họng không ha. Mấy ông này giỡn hoài, tôi biết mấy ông có nghề chứ bộ, phải không? Đừng giỡn tôi nghe. Cha nội này cha có mận gì đâu mà cha thở như trâu thở vậy trời. Đi vô kia đứng đi, lát tôi kiếm cái lò cho vô quay. Ông bà ta nói hay hen, đi ngày đàn học được sàng khôn. Đúng rồi. Ở dưới quê tôi á chưa có ai biết cái vụ hip hop này. Dạ. Mấy ông vừa tính vậy tôi mời mấy anh về dưới quê tôi chơi nghe. Đi luôn. Đi chơi luôn. Dưới quê tôi sông nước bao la luôn ha. Tôi về dưới tôi kiếm cá lóc đồng tôi nướng cho mấy anh ăn. Được á. Cá lóc đồng dưới ngọt thịt lắm chứ không có tâm như cá nuôi trên đây đâu. Cha này chưa gì nước nước miếng rồi. Con nào con nấy nó bự bằng bắp đùi ông á. Trời. Tôi kiếm cho ông chục con ông nướng ăn. Ông này ăn chục con y như voi ăn bù mắt chứ gì đâu dữ vậy. Nhưng mà khoan ăn cái đã. Hả? Trước khi về làm ơn đẩy giùm tôi cái xuồng bông này nè, cho tôi bán cho hết được không? Ok. Cô kéo con lên ơi. Kéo ta cho con. Kéo lên. Cái này lên. Tao kéo mày là tao xuống luôn đó. Đâu giật ơi. Hai ông cháu gái của chị vừa mà cũng được tức sự vậy. Già đau quá nậu lên. Trời ơi cái quần nó tét gan tay luôn. Bởi nhà không có đàn bà ăn gái không có được vậy trơn á. Lát mày lột cái quần ra nha trê. Tao mai lại cho. Nó bao nhiêu lần rồi đi ra đường cẩn thận. Quần rách cả tắc vậy á mà không sợ vậy còn đòi leo dừa. Nè tôi leo cho. Nè tôi quần rách có hại tắc cho mày. Thì sao ơi. Trời ơi. Cái già quất ông cây giờ. Cái già nết dễ sợ luôn. Ông nghĩ sao? Nó bị lớn rồi phi rồi chê nó ra rách không sao. Cha leo con chởn cho vừa nó rụng hết hả cha nội. Thôi tôi không ăn cá lóc của ông nữa đâu. Ông giỡn rồi tôi về à. Về chi sớm vậy à, là không lấy cá lóc tôi hả? Thôi tôi không ăn cá lóc nữa đâu. Không ăn cá lóc tôi thì để tôi ăn bánh bèo chị cho. Hả? Đó của ai để ăn đi. Cá lóc ông ăn đi bánh bèo tôi ăn. Chết cha nội ơi. Dính rồi. Dính gì mày? Dính rồi. Cái gì vậy? Nó dính rồi kìa. Dính cái gì? Nó dính rồi. Cái gì? Nó dính. Cá hả? Mày không phải. Nó dính gì? Cái lưỡi câu dính như bụng rồi kìa. Trời dính cứ ngạt thôi. Dính như bụng hết hồn rồi. Thì giật nó lên đâu? Thì giật nó lên. Giật là 2, 3. Gà đau quá. Trời ơi, đi đứng kiểu gì kỳ cục quá. Hả ông già? Vậy. Sao chán vé hai người đi tràn vàng hết cái đường nè. Không giỏi nằm xuống đường luôn đi. Ôi trời ơi. Thách tao chơi vậy mày. Đừng làm tôi sợ nha. Nói dở chơi làm thiệt vậy hả ông già? Hả? Sao ông lì quá vậy? Lì vậy mày. Hả? Trời ơi tôi lại ông mà ông đi chỗ khác đi. Chứ gặp người khác mà nó ác độc nó cán qua cái là mất công đưa ông vô bệnh viện bây giờ. Trong xóm này không ai cô hồn như mày đâu. Ông. Sao biết tôi cô hồn? Hả? Vậy. Ông Năm Đéo, ông nói chuyện với ông đạo tôi vậy hả? Ê nhóc, tao muốn nói chuyện gì được mày? Ông tưởng ông thách nít, ông khi giảng nít đó hả? Chơi võ cho ông coi nè. Chơi võ gì? Mày nói mày võ gì? Con ra chiêu nha. Trời ơi, đây hả? Quật nào đây con? Dạ. Võ rùa, võ rắn thì có, xin lỗi mày, khỏi khoan mày. Mày khoan mày, trời ơi, mày tưởng mày là ai hả? Mày khè đó hả mày? Mày thấy clip của Long chưa? Đó. Lý Tử Long mày coi cháu nậu Ba Phi nè mày. Cháu nậu Ba Phi hả? Lý Tử Long nè. Quất nó đi con, ông đờn cho con quất. Mày chưa chết. Đi chết. Mày quá con hả? Trời ơi. Đi chết. Ông Năm Đĩa chưa sợ. Đó là mới chiêu lẻ của nó thôi. Gọi là chiêu thượng lột. Chứ hạ lột là mày khỏi đi trong cái xóm này luôn rồi. Rồi còn động cưới ông quốc ông luôn đi. Còn quốc đi. Dạ. Hoặc cái gì? Ông cháu mấy người á liều hồn á. Chẳng qua ông tập nó hồi nào mà nó luyện võ công thâm hậu hay quá vậy. Vậy mới nói. Bây giờ tôi không có chơi với nó nữa. Tôi chơi với ông. Ông ốm nhất. Tôi chơi với ông nè. Xin lỗi ông. Gì vậy con? Ông sợ quá nội ơi. Gì vậy? Lấy vào cá gà nó khè mình kìa.
cái gốm mà mày chơi. Ê, mày câu mà cháu tao kêu cái thao câu cá mà mày đem ra mày khè tao hả mày? Mày nghĩ sao cái này phôi câu cá hả? Xin lỗi nó màu sắc vậy thôi chứ thực chất bên trong nó có khí lôi lắm, hiểu chưa? Trời chưa. Thử ông luôn đi. Vứt ông luôn đi. Mẹ xuống đi để cho ông nội thử thằng này coi. Trời ơi. Làm gì? Tao sẽ chơi cái lưỡi câu cá cho mày. Hay quá nội. Trời ơi. Nói gì vậy nội? Hồi nãy ông nội quất có cái lưỡi không, bây giờ có miếng mồi. Ký cái miệng rộng ra kìa. Dạ. Dạ mỏ. Ông già. Cái gì? Sao ông chơi ám vậy? Tụi ông thi thố vợ công, tại sao ông chơi vợ cướp là sao? Cái này tao chơi vợ cướp là nào? Có. Chỉ là động lực để cho cái lưỡi nó bay vô, nó giật cái mỏ mày ra thôi. Trời ơi, ông già ác độc. Ông chơi vậy là không có bằng. Thôi, hẹn ngày mai đi. Khỏi con hẹn. Tao đã suy nghĩ điều đó rồi. Ông già. Gì? Ngày mai tôi với ông sẽ thách đấu, coi ai sẽ bất phân thắng bại. Để hỏi kiếm cho nội ta, chơi không con? Chơi luôn nội. Được rồi, ngày mai quất luôn. Chơi. Alo, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Alo, alo, có nghe rõ không? Quá rõ rồi không? Nghe thằng nào ngồi trước mặt á, nghe hù á. Alo, bà con cô bác. Dạ, ông đây con tới đây. Mày đứng đâu trước mặt tao mày? Bữa nay tao tránh à. Dạ. Bà con cô bác, hôm nay ông Ba Phi với ông Năm Đía thi nhau. Tôi, hàng xóm láng giềng, tôi sẽ tài trợ cho 10 dĩa bánh bèo nếu như người nào thắng. Quá ngon. Bây giờ tôi sẽ nhường cái ô bạc lơ này lại cho cái người lớn tuổi nhất ở trong xã mình, đó là chú Sao Bản. Đưa đây tao. Đưa tao lấy gì cho nó. Dạ kính thưa bà con cô bác hai họ. Đó. Gì? Đâu phải đám cưới đâu hai họ. Chết cha. Quên. Qua đám cưới bữa nay tưởng còn ăn đám cưới nữa. Xin lỗi bà con, kính thưa bà con, cô bác, hôm nay... Nghe nhỏ mày, con nhỏ này ham ăn ham nói, nó dành cái cục bự, mà nói đưa tao cái cục bự, nhỏ này. Trời ơi, gắn cái giống vậy, trên này nặng dữ trời. Dạ tôi Sao Bảnh, kính chào bà con. Ủa nghe không, không ai vỗ tay vậy? Nghe không? Chứ ông nghe nghe, chứ ở trên không có nghe. Sao vậy? Ai biết là chuối quá ai chuối nghe. Chuối như vậy ai nghe? Bà mẹ nó cái tàn âm thanh. Nó chỉnh cái gì mà cái này không có nghe con mẹ gì hết. Nó trầm nặng gần chết luôn à. Nói vậy nó đi tao. Nó đứng, cái lưng tao đã yếu. Đứng kiểu này tới sáng mai có tật luôn quá à. Rồi bây giờ làm sao nói cho nghe? Cái cục này mới nói, còn cục này người ta phát tiếng cho bộ. Mày không chịu nói thì làm tao đứng quái. Tại ông ham dành. Ừ. Danh danh hoài à. Dạ kính thưa bà con, tôi Sao Bảnh. Nói nghe rõ chưa? Nghe không? Không. Ủa sao kỳ vậy, sống nghe mày? Rút dây rồi sao nghe? Cái con nhỏ này đồ cái con bánh bèo vô dụng. Một cái dây mà nói cũng không được. Dạ hôm nay nói là mẹ gì giật đi. Vậy như không có ảnh hưởng gì đâu, để tôi nói không đi. Dạ đưa cái dù ông cố con. Dạ. Tao đứng tao có cái điểm tựa tao dịnh, nhưng mà sao tao chúi nhủi. Dạ kính thưa bà con, hôm nay tôi hân hạnh được đứng ở đây làm trọng tài cho cái cuộc thi tài giữa hai thằng. Ủa? Hả? Hai đội hai thằng đâu? Chết mẹ lộn nữa. Hai đội, đó là đội Năm Đía. Đứng dậy chào mày. Chào bà con. Ừ. Chào. Và một bên là đội của Ba Phi. Chào con. Bây giờ hôm nay á là cái nội quy của cuộc tranh tài là như sau. Tôi xin được phép đọc cái nội quy.
của tôi giết mà cự mẹ đứa đọc tôi nói luôn cho rồi. Bây giờ tôi báo cáo với bà con là vậy. Bữa nay tôi cho hàng này nó thi với nhau là mục đích là tranh tài ở đây là ba môn phối hợp. Đó là môn đầu tiên là cái môn con nói về tầm cao. Môn thi tầm cao là vậy? Từ từ mày tôi chọn tôi mỏ rồi bây giờ mày. Cái con nhỏ bánh bèo đó muốn nhảy vô họng rồi. Cái môn đầu tiên là môn tầm cao, cái môn thứ hai là cái chiều sâu, còn môn thứ ba là trung bình. Nói vậy bà con hiểu không? Không hiểu mà khó hiểu quá. Vậy phải giải thích nữa. Môn tầm cao là gì? Có nghĩa là hai đứa tụi nó thi với nhau leo dừa. Hai đứa nào mà sau 5 phút nào leo cao nhất đó thắng. Mà điều quan trọng là cấm nha, leo dừa là không có được mà chơi cái vụ mà leo thang nha. Thằng nào mà chơi thang tao cưa thang á, thằng nào mà chơi mà leo bằng dây này đó là có chặt gãy giò nha. Tao đánh tụi bay chết tía tụi bay luôn. Nói quý gì kỳ á, tự nhiên đòi quánh chết tía người ta. Cái tía tao mày, tao có quyền, tao tự chế, tao muốn làm gì làm mày. Đúng đó rồi, là con cái... không có gì quyền đánh. Đó là nội quý về cái môn leo dừa. Còn cái môn thứ hai là cái môn chiều sâu, có nghĩa là cái môn lội mương. Đó, cái lội mương là khó. Hãy đứa nào mà lội qua trước thì đứa đó thắng. Mà điều quan trọng là tao cấm là không có được mà dùng phao nha. Thằng nào chơi phao tao lấy cái này tao chọt là xì phao cho chết đuối cá nó rỉa thấy mụ nội tụi bay luôn á. Còn điều thứ hai là không có được trèo xuồng. Thằng nào bơi xuồng tao nhảy ra tao phi thân tao đập một cái là bể cái xuồng cho tụi bay chết uống nước thấy mụ nội tụi bay luôn nghe không. Mà cái điều quan trọng nè tụi bay bơi thấy nhau làm gì làm nhẹ nhẹ thôi bơi ngang mương coi chừng cá tao nó chết. Đó cái đó mà là khó. Và đứa nào sau 5 phút bơi cao nhất thì đứa đó sẽ thắng. Đó là điều thứ hai. Còn cái môn thi thứ ba đó là sao không? Để thi hai môn kia trước đi rồi tao nghĩ ra cái môn thứ ba tao báo cáo sao không? Rồi bây giờ vậy đi, ngồi chuẩn bị. Đứng lên. Chuẩn bị. Cuộc thi leo dừa bắt đầu. Quy định cái dừa ở đâu? Kìa, bên nữa. Mỗi bên có một cây dừa sẵn rồi. Phi về dừa đi con, về đứng trụ cây dừa con. Trời ơi, đây mới là phi nè. Hả? Đây là dừa. Trời ơi, nói với cây dừa đứng tao không biết nào phi, nào dừa. Phi về dừa con, về, dừa đấy. Về trụ dừa con. Ác thì ghê luôn. Rồi, đĩa về dừa con. Chuẩn bị là tao đếm 3 tiếng là tụi bay phóng lên chỉnh cho tao nghe. 1, 2, 3, chấm. Chơi gian cái đồ cưa cái dừa gãy nè. Đâu làm gì đâu các bạn. Đúng rồi đó. Vào. Chết. Tao. Mày. Sao không? Bạn quá đeo bên nữa rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Thua. Chết mẹ mày rồi. Đề nghị giữ nguyên hiện trường để tôi đo đạt nghe. Tao lẹ đi ông Sáu. 3 phi, 1 dù. 5 đĩa chưa có dù nào hết. Tuyên bố môn đầu tiên thi tầm cao leo dừa 3 phi thắng. Rồi bây giờ chuyển sang phần thi thứ hai. Môn thứ hai là thi chiều sâu là lội mương. Đề nghị tất cả tập trung ra mương trực chỉ. Ra mương đi. Mày biết bơi không? Không. Mày tin tao ngáp xuống dưới cá nó rỉa mày không? Con bèo. Bây giờ nè, trong cái phần thi thứ nhất là tầm cao xong rồi, bây giờ có phần thi thứ hai là chiều sâu. Khoan. Nãy tôi nói cho ông Sáu nghe, cho bà con nghe nè. Hồi nãy là chơi ăn gian, ăn nhịn rồi đó. Ăn gian gì? Ăn gian nè, nè nè con bánh bèo nè. Với cháu của ông là thằng chê nè. Lại lúc tôi đang leo lên cái dừa gần tới nơi rồi. Nó đưa nguyên cái hình con rắn rỉa vô chân tôi. Rồi le lưỡi này nọ rồi lấy cây cưa nó cưa cái dừa đó. Sao tôi thi được? Cái đó có bằng chứng không? Không có. Có bằng chứng không? Không chứng đâu. Không có bằng chứng. Ông sao? Không có bằng chứng sao? Không có dừa thua. Tao làm trọng tài cha mẹ nói đâu ngồi đó. Bây giờ nè, hiệp hai nghe tôi nói nè.
Hiệp hai hồi nãy tôi tưởng con Mương này bự, tôi mới biểu là người nào bố đi qua trước người đó thắng. Bây giờ nhỏ quá, bây giờ tôi đổi ý, không có bơi nữa. Bây giờ người nào mà phóng qua bên bển trước người đó thắng. Không biết bằng cách nào qua bên bờ bên kia trước là người đó thắng. Dạ, đúng rồi. À, khoan, nói kiếm, có nghĩa là muốn phóng mà miễn sao từ bên bờ qua bên bờ kia được là thắng. Đúng rồi, bên bờ trước là thắng. Rồi, ông thua chắc rồi. Tôi đếm 10 giây thôi nha, tôi đếm 10 giây thôi đó, chuẩn bị nè, quên. Thường ta có súng bắn phát lệnh cho nó là bắt đầu, hoặc là có trống, còn giờ không có trống thì tôi chừng nào nghe cái bụm là chuẩn bị nha. 1, 2. Thằng nó ngu cái ốm. Nội quy là muốn qua sao qua, miễn sao qua được cái mương thôi. Đi đường này đây. Thôi, chơi cái giác là xấu rồi, sao chơi luôn. Vậy là Ba Phi qua bên trước ông, Ba Phi thắng rồi. Thì bằng mọi cách miễn sao ta qua bên được thì thôi, ông thua rồi còn gì nữa. Nhưng mà mất cái hai môn mà. Mất cái hai môn, còn một môn nữa mà. Còn một môn nữa hả? Ừ. Đó là môn hết rồi. Kỳ vậy? Thấy đâu kỳ, thi ba môn người ta thắng ông hai môn, giờ không có thi thêm môn kia ông có thắng đâu có được cái gì đâu. Đúng rồi con. Đúng không? Đúng mà con. Rồi, đúng rồi. Thua không thể thắng. Thua môn, Ba Phi thắng. Ba Phi có quyền làm gì không? Có quyền làm gì năm kia thì muốn làm gì la. Xử ăn rồi. Từ nay trở đi muốn nó đừng có ý vào rồi ăn hiếp người nghèo, đừng có ý sức mạnh rồi đi phá làng phá xóm, lúc đó là con xử nó chết đó. Anh ơi em lần lá anh ơi, trời ơi đám cứ mình có lầu rồi nha, trời ơi tiền quá trời quá đất luôn á, nhiều tiền quá la. Sao hả? Là ăn trộm ở ngoài nó nghe luôn, giết hai đồng chết hết bây giờ á. Tậu anh á kỳ ghê, mới đám cưới tự nhiên chùi áo của anh trộm à. Phải, tiền bạc mình nhiều được lá. Tậu anh ơi nó nghe nè, đám cưới này xong cái tụi mình đi hưởng tuần trăng mặt ở Hawaii đi. Mấy đứa bạn em nó nói em giống người Hawaii lắm á. Thôi đừng đi Hawaii chi, tôi tốn kém lắm. Mình đi cái chỗ này, kế bên Hawaii nè. Chỗ nào? Hanoi. Hanoi hả? À là ở Hà Nội đó anh. Nó gần hơn. Tậu ơi thôi đi Hawaii cứ Hà Nội được rồi. Đếm tiền đi, đếm tiền đi. Tậu ơi tiền nhiều quá. Lấy cái bao thơm nào. Trời ơi, đã quá. Có tiền quá trời quá đất luôn nè. Trời ơi. Anh trời cái tiền bao thơm này dày quá nè. Ai đi mày dày vậy? Anh Lộc. Được rồi. Nhiều. Trời ơi, có 20,000. Trời đất ơi, cho nó đi. Dày tới sợ luôn vậy. Gớm ghê á. Đi mày dò lại cho dày cái bao thơm lên cho Lộc này. Thiệt ông Lộc này quá đáng quá thở luôn á. Anh á, bạn anh à. Bạn em tôi sợ cha. Ông Lộc bạn anh với ai? Ông này cũng ăn cho mập thay vậy, cho cái 20,000 à, giống quỷ. Ủa trời, nó có ai đi bao thơ có 10,000 hả trời? Không, à, bạn anh với ai? Trời ơi, đi có 10,000 mày đặt bỏ trong cái bao thơ đó. Mai mốt vợ chồng bà Hồng này mà đám cưới là tôi đi 5,000 thôi. Đừng đi anh, mai mốt mình đi hả, đám cưới hai ông bà nãy hả, con ông bà mình đừng có bỏ tiền nha. Bỏ cái bao thơ không vậy cho hết hồn. Bạn của em nói thiệt, chán dễ sợ luôn. Thôi mời thiệp á, nó đi. Thế bây giờ họ không đi, để bốn năm bàn trống trả tiền muốn chết luôn rồi đó. Anh nói chuyện ngộ quá à. Thì người ta nhiều lúc ta đi giữa đường ta kẹt xe, lủng bánh xe ta đi không được làm sao. Đừng có đổ thừa lý do vậy chứ. Anh á, bạn anh sao? Bạn anh sao? Bạn anh á, mấy thằng cha bạn anh á làm như cái bụng bao tử hả, làm như không có đáy vậy. Tàu tao nó uống bia mà uống hà râm hà nam chứ. Đàn ông người ta uống bia chứ không lẽ lại ngồi ăn với mấy bà hay sao? Uống một lần mà mấy chục két luôn, một ông mà uống một két tiền đâu mà cho não mà chơi bia hơn đi ken nữa chứ.
biết bữa hôm ta lấy hai cái thùng inox rồi ta bỏ hai cái thùng bia hơi đầy đó mấy trăm lít rồi cho mấy ông uống xẻ vàng cho rẻ tiền đi. Nhưng mà bà ăn có uống đó có bằng 1/10 của gia đình em thôi. Trời đất ơi, đàn gái cái gì ở ngoài trung mà kéo vô trong trăm mấy chục người mà ngồi 10 bàn luôn chen chúc cho ngồi mà không có đi đồng bạc nào hết trơn trời á, mà tôi phải mướn mấy chiếc xe đò đưa vô nữa. Tại anh nó ngộ quá, người ta không có đi tiền nhưng người ta đi xin lễ. Xin lễ lễ gì chứ, người ta lưới một cái lưới cá thu luôn, người ta đem vô đây ta nấu nguyên nồi cá đãi tiệc anh còn muốn gì nữa. Trời ơi, mà bạn em anh ấy ở ngoài miền Trung mới vô đây á, người ta lần đầu người ta có nhã ý, người ta nói là người ta chèo ghe người ta vô đỡ tốn tiền, đi đường biển vô cho nó nhanh. Ông ngựa lên ông cũng chịu, ông nói thao đi vô đám cưới thôi xe cá mập rồi đi. Thôi xong rồi trả tiền rồi xong bây giờ ngồi cái tức chữ người ta. Anh á, anh nói ba má em hả? Sao? Má em á thì thương em rồi phải lo cho em chứ, đỡ hơn ba má anh. Mà má anh sao? Trời ơi, đám cưới con mình á, có thằng con trai đám cưới mẹ hả, mặt chầm chầm mà đám cưới mà làm như đám tang á, mặt không ai cười á. Trời, cô dám nói là ba má trọng vậy đó hả? Thì em thấy ba má anh có, em nói gì thôi chứ em đâu có ý kiến gì. À, ý là có sao nói vậy người ơi chứ gì. À, tôi cũng vậy nữa nè, tôi cũng thấy sao đó vậy người ơi nè. Đám cưới đâu mua vài cái sa rê, mướn vài cái sa rê mặc thôi, có đâu mà mướn cả chục cái sa rê đủ màu hết trơn cái trời á, thay đổi sành sạch sành sạch như là tắc kè bông ngộ quá. Rồi, cô lắc vô thay, lát 5 phút ra thay, người ra người, áo ra áo. Anh ngộ quá, anh nói em sao anh nghĩ nhanh đi. Anh ờ, đám cưới mà đời người có một lần à, một năm có một quên lộn, trăm năm mới có một lần à. Mẹ hả, anh cũng ngựa chứ đâu có vừa gì với tôi đâu. Trời ơi, vợ 10 cái sơ rơ, ổng cũng 10 bộ đồ vest. Mà đã gì, ta mặc đồ cho hợp nhau đi. Lúc mình mặc sơ rơ đỏ, ổng chơi nguyên cái bộ đồ vest màu xanh lá cây. Nó đổi màu đỏ không chịu, nó không, tôi phải nổi hơn thôi, bà mệt quá, để mà được nhiêu tiền rồi. Trời ơi, để mà được nhiêu chồng cộng vô coi. Chịu mà chồng nói tôi hoài à. Để mà được nhiêu tiền nãy giờ? Được 12 triệu đâu. Trời đất ơi, đếm mỗi tay mà nãy giờ có 12 triệu à. Ai biết bạn bè anh đi đó. Hồi nãy em mượn tiền của ba má anh trả tiền nhà rồi đó, bao nhiêu tiền? Có 55 triệu à. Cái gì 55 triệu bà? Hả? Gì 55 triệu lận? Thì 55 triệu, thì 40 triệu tiền nhà hàng. Còn 15 triệu làm gì? Thì còn 15 triệu nữa là tiền quay phim chụp hình. Trời ơi. Cái gì đâu, quay phim chụp hình gì tới 15 triệu chứ vậy? Trời ơi, anh không nhớ bữa hôm á, mình đi quay phim á, mình quay lại cái kỷ niệm tình yêu ban đầu đó, mình đi qua Thái Lan mình quay, anh nhớ không? Rồi xong cái gì ở Việt Nam rồi mình có mình làm cái hoạt cảnh là tình thơ nó vô đầm sen với lại bình quớ đập dịch muốn chết luôn đó. Ôi trời, lúc trước là ai đó sung lắm, ai vẽ sao nghe vậy, bây giờ trả tiền lòi con mắt luôn rồi trời. Thì đó, bữa hôm á tự nhiên cái anh nói là thôi đi qua Thái Lan quay lại cái kỷ niệm cũ ngày xưa lần đầu tiên tụi mình gặp nhau đó, anh nhớ không? Cái gặp nhau rồi ở ngay chỗ cái bát tay ve đó không nhớ, cái ngày quan miệt á làm sao không nhớ. Anh á, giờ anh vẽ ra cho đẻ xong rồi giờ tự nhiên anh chửi em à. Bà rồi đi Thái Lan với ai? Anh rồi đi Thái Lan với ai? Anh qua anh đó anh coi múa nhảy này nọ rồi giờ anh lợi dụng đám cưới rồi anh đi qua đó anh chơi lần nữa rồi anh còn le làng nữa. Tôi thiệt anh á, miếng mồ đó đi chồng khổ gì tôi lấy làm chi? Cái gì? Tào lấy sướng hơn. Đừng lấy, đếm chưa đếm. Trời đất ơi, cổ nãy giờ đó được 25 triệu à, còn thiếu 25 triệu nữa. Anh ơi, thôi giờ em tính gì được không? Gì? Em có ý kiến. Sao? Thôi giờ anh xin tiền ba má. Khỏi. Trời ơi, vừa thôi, tính lợi dụng cái gì? Lợi dụng gì? Anh nói chuyện nghe mắc cười quá. Ba má anh nói là anh là con cầu con khẳng rồi đi mười mấy cái chùa mới đẻ được ra anh. Bây giờ anh cứ được có một cô vợ xinh đẹp nhất Việt Nam mà giờ anh phải lo chứ. Anh trả tiền. Thấy chưa? Ngày xưa gặp tôi cái nói tôi đẹp nghi thơ trăng trắng dễ thương rồi bây giờ cái nói là cái cừ biểu môi cái môi trờ thấy gớm luôn à. Tôi nói thiệt với cô, tại ba má cô hết trơn rồi á. Đó là coi tự nhiên cái là coi bá gả con cho mà làm như là bán con. Thì ba má em thương em, muốn nở mặt nở mày người ở dưới quê ở miền Trung phải làm vậy thôi. Anh phải thông cảm chứ. Ở miền Trung mà thấy con gái lấy chồng người Sài Gòn cảm giác như là lấy Mỹ rồi phải hoành tráng đó. Anh riết anh làm gì con không được hết trơn à. Ba má anh đẻ con mình anh không lo cho anh đi.
giờ ngầu ten tính này nọ. Tôi thiệt ra anh đó, ngày xưa anh cua tôi á, đi vô ăn, hai đứa đi ăn tô bánh canh nó có 5 ngàn, anh cho người ta 50 ngàn, tôi tưởng anh tỷ phú, cứ giờ lòi ra bún xính keo tôi sợ luôn á. Chứ sao? Ngầu điếm từng đồng từng cắt. Tiền tôi á, tôi làm tôi khổ, không, tôi xài có căn bản đàng hoàng. Chứ không phải là như người ta đâu, tiền của người ta mà lấy xài, rồi mua hột xoàn, mua sắm xà đê nữa, lợi dụng người ta, tôi không thích. Ba má của cô đó là làm rùm beng lên bây giờ để ba má tôi lãnh nợ, không có được đâu. Anh mất cự, giờ lấy nhau giờ vô trong phòng mới biết chăng có riệp. Ngầu ten tính với mình từng đồng từng nghèo á. Trời ơi, cái là thiếu hụt này là tại ba má cô hết trơn hết rồi á. Không bỏ ra đồng bạc nào hết á, mà rồi làm rình rang cho nổi mặt nữa mày. Chưa nói tới tiền hồng nữa, thấy không? Rồi tới nữ trang. Nữ trang thì mua rồi vàng được rồi, đắt không xoàn. Trời ơi, con người thành phố rồi mà quơ mùa quá, sống lạc hậu quá. Dạ? Tôi ở dưới miền Trung, ở ngoài miền Trung mà tôi còn biết xài cái hột xè. Hột xè á. Trời ơi, tôi nói anh nghe, thời buổi giờ không có ai mà đám cưới mà đeo vàng á. Ta đeo là ta đeo cái hột sàn. Mà cái hột sàn của ông mua tôi nó bự bằng cái hột é mà ông chảnh quá à. Con bạn tôi nha, ở ngoài quê nha, nó cứ chồng nha. Chồng nó mua cho nó hai cái hột sàn bự như hai cái con mắt, nó đeo lủng lẳng hai bên đi, mình niễn qua niễn lại. Anh mua cái hột sàn đeo có cái ngang có ngón này không, anh chảnh chè quá. Cô Thủy đeo dùng hột bẹt á. Trời ơi, không với hột bẹt đâu, nó phe với tôi là hột sàn đàng hoàng. Thôi. Mà tôi thấy vậy á, tôi thiệt anh á, tôi biết lấy chồng khổ vậy. Tôi biết tôi không lấy vậy đâu. Cái này bà bán con hay gả con? Anh nghe chưa? Anh chưa phải nghe chưa? Anh đừng có nghĩ anh làm chồng ai, không nói gì anh nói. Đâu nghĩ sao người ta đám cưới làm như là người ta ấy bán con. Nó chưa gì mà lấn nước chồng người, thấy chưa? Rõ ràng thấy chưa? Thấy không? Bởi vậy tôi nói thiệt, tôi bực mình, má má em dễ sợ luôn. Hồi mà là làm lễ tơ hồng ở trước bàn thờ đó. Sao má tôi hiền lành, má tôi đâu có giờ gì đâu. Bộ làm như tưởng tôi không nghe, nói nhỏ cho cô mà tôi nghe hết trơn á. Nói gì? Nói nha nha, con bước lên bước đi, nữa có gì con được nắm quyền chồng. Thì đúng đâu. Má tôi thương tôi, má tôi đẻ ra tôi đứa con gái lấy chồng xa, má tôi phải lo lắng. Sợ anh ăn hiếp tôi nên má tôi phải chỉ mẹo vậy chứ làm sao. Mẹo? Tôi á, má tôi thương tôi, má tôi lo cho tôi thôi. Anh về anh giỏi nói với ba má anh kìa. Má anh nạt ba anh hoài, sao ba anh không nói gì đây? Trời ơi, má anh dữ muốn chết luôn à. Đám cưới mà cứ đứng nạt đừng, ông không được. Không có nói xấu má tôi á. Thì ai biết tôi thấy sao tôi nói vậy, tính tôi thật lòng mà. Bây giờ nó thiệt không phải tôi nói là cô buồn tôi, thấy không? Sao? Anh làm em nhiều lắm, làm nhiều lắm. Trời, hồi mới quen á, rủ em đi ăn. Em ra tiệm ngồi em ăn cái miệng em nè. Mình nãy mới đám cưới xong có làm hùng. Anh nói chuyện ngộ à. Thì đám cưới dư 5 bàn. Giờ không ăn lỗ sao, phải tranh thủ ăn hết 5 con heo và 10 con gà cho nó. Khách khứa vậy đó mà ăn xé đùi gà rốt. Trời ơi, anh biết là đám cưới hả, dậy từ 3-4 giờ sáng làm mặt, rồi đi làm tóc này nọ, chưa ăn uống gì, táo người ta phải ăn bù. Trời, biết có vợ nhức đầu thì tôi có thèm có vợ đâu, tôi thiệt. Tôi á, giờ tôi không biết nghe chưa, đám cưới vợ rình rang ra đổ nợ. Anh gì anh nói với ba má anh lo đi, còn tôi hả, tôi phận đàn bà yếu đuối gì, chân yếu tay mềm, giờ phia đầu, giờ này cũng 1 giờ rưỡi sáng rồi, tôi xin lỗi ông, tôi đi ngủ nha. Ê, đâu có gì, đâu có gì, ngồi vậy, tính toán xong mới ngủ. Đừng có hồng, làm đám cưới rình ra thì bắt ba má tôi trả nợ nha, không có được vậy đâu nha. Anh nói chuyện ngộ quá, người ta ăn gái, ta lấy chồng, ta phải hưởng phước. Đằng này tự nhiên cái giờ tôi làm con trâu, con bò, biết vậy tôi lấy làm chi. Trời, làm cái tôi cần lắm vậy, tôi biết vậy đó. Hồi xưa tôi lấy cô Diễm chứ rồi, cô Diễm về, rồi ta không về nhà, không chưa chịu. Trời ơi, anh kia. Cô Diễm có gì phải không? Trời ơi, tôi nghi mà. Vậy mà ngày xưa anh nói với tôi là không có gì á. Cuối cùng bây giờ là cô ta mơ anh. Tôi thiệt anh, tôi mà biết gì ngày xưa tôi lấy Thomas Thuấn. Chỗ Thomas Thuấn vừa giàu vừa đẹp trai, vừa sang mà vừa ở xe nữa. Tôi mà lấy ảnh là tôi đi máy bay qua bên Mỹ thôi, tôi sướng đầu tôi. Bây giờ khai hết chân rồi chứ gì? Thì cô không chết. Bây giờ khai loại cái đuôi chuột ra cái gì? Vậy mà nói tôi với Thomas Thuấn không có gì. Không có gì hả? Giờ khai không? Bà,
bà hai tôi bóp cổ bà bây giờ. Bà dí má cái gì đó, nó có cái gì không? Hả? Thôi má Thuấn. Có gì không? Nắm tay kìa. Nè khai thiệt nha, khai thiệt nha. Giả dấu tôi bóp cổ nha. Nói gì đi. Tôi hả? Tôi, anh nghĩ sao tôi với anh Thomas Thuấn có gì ạ? Đâu có gì đâu. Hồi đó hả? Anh đi theo tôi, anh canh tôi giống như là bullet canh vậy. Làm sao mà tôi với anh Thuấn có gì được? Thiệt không? Thiệt. Anh ơi chưa? Anh đừng có si bụng te ra bụng ngừ. Tôi hả? Tôi không có dễ dãi như cô Diễm của anh đâu. Trời ơi, cô đừng có lôi Diễm vô đây. Không. Cô nói thiệt, cô với Tuấn không có gì phải không? Bây giờ nếu không có gì thì cô chứng minh cho thấy là cô không có gì với Tuấn đi. Cô còn trống trắng với tôi thì chứng minh đi. Chứng minh không? Dạ anh muốn tôi chứng minh hả? Ờ. Bây giờ tôi chứng minh sao? Muốn chứng minh sao cũng được hết, chứng minh sao cô còn trống trắng đi. Tôi làm gì? Đau cái gì nữa mà. Nhưng tôi làm gì hả? Tự nhiên cái hả? Tự nhiên anh có lời. Rồi anh vừa có cô Diễm vừa có tôi. Không, tôi xin lỗi anh. Tôi Làm gì? Tôi vĩnh biệt anh. Làm gì? Giờ này đi đâu? 12 giờ khuya đi đâu? Đi kiếm Tuấn hả? Không có. Tôi đi về với ba má tôi. Tôi không có đi ăn Tuấn đâu. Ê, về ba má cô cầm tiền theo luôn hả? Hả? Không, tôi phải cầm tiền về để tôi lo tôi trả tiền nợ chứ. Nợ gì? Tiền là nợ là ba má tôi lãnh rồi, cô lãnh tiền nợ hả? Xin lỗi anh đi. Anh đứng lên, anh đứng lên. Làm gì? Anh đứng lên. Đó, thấy chưa? Vợ chồng mà mới lấy nhau về đêm tân hôn chưa động phòng mà biết nghe con người xẻo trá. Hai cái phong bì tiền giấu à? Trời ơi, con quỷ ma thiệt tình luôn á. Cái này là nó nãy giờ cãi lộn rồi, nó chạy vào đây tôi giấu rồi nào. Không dám đâu, con người anh dễ sợ lắm. Nhưng mà giờ này em đi đâu? Em đi về ba má em không ở với anh đâu. Ra đón tàu đi về quê liền luôn. Nhưng mà trời ơi, nãy giờ xin lỗi em mà. Cái này có hột sàn trong này không? Rồi lấy hết rồi, cảm ơn. Nè, xin lỗi mà. Trời ơi trời, làm đám cưới lớn chỉ bây giờ. Lỗ lã, anh tôi có làm đám cưới lớn. Chứ nở mặt nở mày người ta. Rồi bây giờ có tiền người ta đi rồi mình lắp ghép rồi mình trả tiền nhà hàng rồi nọ. Bây giờ lỗ lã rồi hai chồng gây lộn dưới đêm tân hôn gì khổ quá gì trời. Bộ anh làm như em cũng sung sướng là mẹ. Lỗi của anh mà, anh xin lỗi em đi, lỗi của anh. Lỗi này là lỗi của em mà. Không phải đâu mà, lỗi của anh. Tại anh muốn làm rình răng cho nở mặt nở mày. Bây giờ lỗ lã vậy là anh chịu thôi. Tại vì em chảnh chè. Em muốn nở mày nở mặt với bè con ở ngoài quê. Rầu ở làm đám cưới tài lanh sẵn xị. Làm cho đóc rồi giờ đố nợ hai vợ chồng. Giờ không có tiền trẻ đâm ra bắt quà. Đây là lỗi của anh, anh nhận lỗi của anh. Lỗi của anh tại anh muốn cho em nở mặt nở mày dưới quê. Bây giờ anh phải là bị chịu gồng gánh thôi, nè nín đi. Để anh qua năn nỉ ba má anh đó, từ từ mình làm mình trả nợ cho ba má anh. Chứ không, đừng khóc nữa, đêm tân hôn mà khóc về là đêm động phòng mà khóc về đó là xui lắm, em hiểu không? Anh nói nãy giờ nói câu đó nghe được á. Ờ, anh thương đâu em lắm giờ mà. Hai vợ chồng mình làm trâu, làm bò, làm ngựa gì kiếm tiền đi. Đâu xong rồi có tiền là mình cày mình trả nợ dần được không anh? Thì thôi vậy thôi, hai đứa mình phải làm cộng đồng tâm cộng khổ với nhau để mà làm trả nợ. Thôi khuya lắm rồi, đừng có khóc lóc giữa đêm tân hôn nữa, nó xui xẻo lắm. Thôi nghỉ ngơi đi em, đi giờ treo anh. Người nằm nghỉ ngơi đi. Rồi. Nằm nghỉ hả? Anh đắp chăn cho em cho, nằm xuống đi. Nãy giờ vậy ta thấy khỏe không? Vợ chồng mình mà cái gì cái vấn đề mà đám cưới mà làm mất hạnh phúc vậy? Nằm gì à, tự nhiên ha, cãi nhau ủng củ tỏi lên mệt chết luôn à. Ê bà khoan. Gì nữa? Em nói thiệt đi, em với thằng Tuấn có gì không? Tụi anh vô duyên quá à. Hả? Em như anh Tuấn ở đâu có gì đâu. Mệt anh gư vậy. Đẹp phải không? Tin lát nữa đi, biết liền à. Mệt quá. Không, trong mình nóng quá. Không sao. Không. Trong mày tao. Ê anh ơi. Hả? Chết rồi. Cái gì vậy? Chết. Nãy em quên. Quên gì em? Còn một món tiền nữa em chưa nói anh để trả nợ cho người ta. Hả? Em muốn nói tiền gì? Mới nãy đám cưới đó. Ờ sao? Gia đình anh nói là muốn mời mấy danh hài về diễn tấu hờ. Đâu giờ em diễn tấu hờ xong rồi chưa trả tiền cho người ta. Em để lu bu qua đâu có thấy ai diễn gì đâu. Em mời ai vậy? Thì đó, anh mời anh Bảo Trung về hát hờ đó. Tốn hết bao nhiêu tiền? Trời ơi, hai mấy triệu à. Trả chưa? Dạ chưa. Trời hả? Còn thiếu 20 triệu. Bây giờ cộng thêm hai mấy triệu nữa là 40... Ủa anh, sao vậy? Sao mà tự nhiên em đâu phải Thí Kiều đâu, anh chết đứng. Anh chết cha, anh chết.
chích nằm như Từ Hải vậy. Anh Trung ơi, anh có sao anh Trung ơi? Anh Trung ơi, anh Trung ơi, trời ơi, đám cưới chưa thấy nó chồng tôi xỉu rồi. Mình ơi là mình ơi. Em xin mấy ngàn ăn cơm đại ca. Chỗ tao làm ăn nha, tháng giờ chưa ai mở hàng nha, đi chỗ khác nha. Lá lành đùm lá rách đại ca ơi. Mày tin phòng mày nát luôn không? Tao nói tao chưa mở hàng nha, đang làm ăn à, đi chỗ khác. Giúp đỡ cho em út đi đại ca. Tao nói mày đi không? Mày giúp đỡ cái gì? Bây giờ mày đi chỗ khác cho tao làm ăn được không? Giúp đỡ em đi đại ca. Tao cho mày lên phường liền. Đi. Làm gì? Tao nói gì vậy phường? Tức bội rồi. Năm ngàn hát gì? Trời ơi, tôi hát hay lắm á nhà nội. Mày hát hay? Ừ. Mày đi mày tao đi. Chỗ này tao ai kêu mày hát. Mày có tiền thì mày đưa đây, không có tiền đi. Không chuyện gì mấy nhũ hát. Đi. Giỡn à. Về đâu tan giờ tình đôi nữa. Mất em rồi, thành sông sao. Mày động ơi là hả? Ngọc Lóc xin kính chào sư phụ. Mày chào gì? Tao đuổi mày nhiều lần rồi, sao tao mày có giác mặt ở đây mày bán nữa? Trời ơi trời, bán đâu bán. Mày bán mà lên kiếm lòng đường nha. Ơi nói cho đàng hoàng nha. Sao? Khi nào mà em á chạy ra đường á, em bán á thì nói em mà lấn chiếm đúng không? Ừ. Trời ơi, tao treo chân người làm sạch di động, tao đi tới đi lui tới lui, tao làm gì lấn chiếm? Ê, ê, mày lấn chiếm nào đường mày chứ lấn chiếm con chỗ à? Mày đeo cái này mày đi tới đi lui mày lấn chiếm nhiều chỗ nha. Mày tới chỗ này mày lấn, mày tới chỗ kia mày lấn nha. Bây giờ có tiền ta cho bán, không có tiền đi về. Trời đi lên phường. Tự nhiên thôi, tao không về phường đâu. Không lên phường đưa tiền đi. Trời ơi, sáng giờ tôi bán được đâu rồi, tôi tiền đâu rồi đưa. Không có tiền đi về mày, đi về. Khó khăn vậy hả? Ừ, có tiền không? Tiền đâu mà làm dữ vậy? Nhiều.
50 ngàn. 50 thôi mà làm chứ ghê không? Trời ơi nè. Vậy thôi mới cho bán chứ. Ê mày giỡn mặt của mày, có 5 ngàn mày. 5 ngàn là mai phước lắm rồi đó. Chừa lại bán không được đi về xe đâu ông nội. Bây giờ ông lấy rồi con đi bộ không thấy hả? Rồi đi bộ đi. Kệ 5 ngàn chơi 5 ngàn. Ăn đi, giọng đi. Ăn giọng cho hết 5 ngàn đó đi. Gia đình mày thế nào gặp tai nạn. Ê mày nói gì mày? Phước thôi làm báo dễ. Mày giỡn. Đại ca. Đây, làm ăn được không? Dạ. Chỗ này trống tôi chảy tôi bán được không? Làm ăn bây giờ khó khăn quá anh ơi. Chỗ nào trống cái mình vừa chảy tới mấy lông đợt thổi rét 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 rét. Vừa chảy tới mấy lông đợt thổi rét rét rét. Làm ăn hoài không được vậy chứ mưa gió mình. Nó tới nữa trời ơi. Ê, mày chạy với tao hả? Mày ve lại đây mày. Mày quay mặt. Quay mặt lại. Không chịu đâu, cái mặt em xấu lắm. Mày xấu mà tao muốn nhìn mày. Quay lại. Má ơi, hộp bút chì màu lưu động. Ê, mày phối đồ kiểu gì vậy? Dạ, ăn mặc về chứ đúng đồ giao thông. Làm sao? Cái đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Ra đường nó tưởng cột đèn, xe nó không có đồ. Mày biết luật giao thông quá ha. Dạ. Nhưng mà mày biết tội mày chưa? Dạ em tội gì à? Tội thứ nhất là tội lấn chiếm lòng lề đường. Trời ơi nói vậy là quan cho em quá trời ơi. Em nãy giờ em chạy quá trời có lấn ai đâu rồi nọ. Anh nói vậy thôi. Mày làm gì như gà lôi vậy mày? Tao hỏi thì mày trả lời nha. Còn cái tội thứ hai của mày là cái tội buôn gian bán lận. Trời ơi nói vậy quan cho em nữa. Em có bán cái gì đâu rồi buôn gian bán lận. Hôm sáng giờ có bán được cái gì đâu, trời ơi. Tao nói đến. Không mua gian bán lận chứ hồi nãy ngoài chợ mà chạy tắm ni lông mà làm gì? Dạ, em chạy tắm ni lông. Chạy tắm ni lông. Mày làm cái gì? Làm cái gì? Dạ, ai bán gì em mua. Mày hết chối mày rồi ha. Mày giấu đầu mày lòi đuôi ha. Ai bán cái gì mày mua phải không? Dạ. Mày chắc không? Dạ, trời ơi cái mặt có gua hồn quá trời ơi. Tao nói mày chắc chưa? Dạ chắc. Mày thiệt không? Dạ thiệt. Tao có đôi giày tao bán mày mua không? Dạ mua. Ê chơi mất dạy hả mày? Mày buôn bán mày làm tao hết hồn với chạy đây gần chết thấy không? Tao phải làm vậy á mày mới sợ mày mới mua giày của tao. Sợ gì? Buôn bán nó lại buôn bán đi. Mày đặt thủ rét rét được tao chạy gần chết luôn mà nãy giờ lại đi buôn bán. Bây giờ tao hỏi tao bán mày mua không? Dân là bán mua bán thì phải mua. Nhưng một lần thì thôi nha mày. Mai mốt không có gì nữa nha mày. Dạ gì đây? Dạ cu xì. Cái này cũ xì chứ cu xì. Dạ hiểu nha. Hiểu gì? Hiểu này dài này dài này hiểu cu xì. Dài này tao gọi là dài tình nhân. Tình nhân? Dạ tình nhân là dạ gì? Dạ tình nhân á là ngày lễ tình nhân á, người nam tặng cho người nữ tặng cho người nam. Đó là tình nhân. Dạ này bán bao nhiêu đây? Mới gặp nhau lần đầu. À. Nói một cái giá, mày khỏi trả luôn cũng được nữa. Bao nhiêu? 2 triệu. Tình bán gia đình mày đi. Ê mày giỡn mặt mày. Hả? Tao bán là mày phải mua nghe. Tao vậy cũ xì về bán 2 triệu. Nói giá là quyền của tao. Trả giá là quyền của mày. Nói là quyền của mày. Ừ. Trả giá là quyền của tao. Ừ. Ê gì? Hồi nãy mày nói đôi giày này mày bán bao nhiêu? 2 triệu. 50 ngàn. Mày nói bao nhiêu? 50 ngàn. Lấy đi à. Trời ơi. Buôn dính rồi ông nội ơi. Biết vậy nãy trả nó 20 thôi. 20 cũng dính nữa mày. Sao vậy? Giày này tao đâu có vốn đâu. Ủa đại ca. Dài mà không có vốn. Tao xài vốn tự có không. Ủa làm sao? Để tao kể cho mày nghe mày học hỏi nè. Dạ em mới ra nghề buôn bán á đại ca. Chỉ giùm em cái coi. Mày cứ vô rạp chiếu phim. Dạ. Mày canh giờ giải lao mà vượt cái cặp nào mà vừa đi ra đó. Mày xin cái vé người ta mà đi vô. Ủa? Đó mày đâu có tốn tiền. Ủa vậy cũng được đó hả? Đó mày vô rạp chiếu phim mày canh cái cặp nào mà ngồi đằng trước á. Ờ. Mày ngồi đằng sau cho tao. Móc túi. Hả? Móc túi ở tù. Hả? Đây là cái chiêu của tao ngồi đằng sau. À. Ngồi đằng sau một chút nữa cái thằng nam nó dở cái giò nó lên. Đi dở cái giò nó lên. Tao dài nó nằm ở dưới. Tao lấy cái cù móc ra. Tao làm một cái kịch. Tao kéo lại.
một chiếc. Đại ca hay quá. Một chiếc. Ê, chút nữa con nhỏ dở cái giò nó lên. Ừ. Nó thọ cùng quéo ra móc lại một cái kịch. Nó kéo lại. Hai chiếc. Chút hai đứa nó dở giò lên hết. Ừ. Tao thò cái móc ra, tao móc cái kịch, tao kéo lại nguyên cái cọng. Em bị giỡn mặt mày trù mày. Cái cọng gì? Mày trước sau cũng bị cọng thôi. Kệ tao. Làm ăn cái gì là làm ăn phi pháp, là ăn trộm giặc. Bởi vậy tao mới bán rẻ cho mày. Giá nào cũng dính hết đó. Bây giờ mày trả giá rồi nha, mày phải mua giày của tao nha. Đỡ trả giá phải mua sao? Sáng gặp cái đồ gì đâu không à. Đưa tìm ngay. Từ từ mày. Sáng này là bị lường gạt rồi, bởi muốn bán hiền từ quá không được vậy trơn á. Thôi là 25 ngàn đi. Ê mày giỡn mặt tao hả? Gì? Hồi nãy mày nói 50 ngàn nha. Mày đưa 50 là đủ rồi, sao thôi là 25? 50 ngàn một đôi, còn cái này một chiếc 25 ngàn chắc còn gì nữa. Từ từ tao đưa một chiếc nữa. Mua bán là phải uy tín mày. Nó một đôi thì phải một đôi. Mấy thằng này lường gạt dữ lắm. Trời ơi, không có trên cơ đó là chết liền. Bụi ra ngoài mày tưởng tao mua bán là ăn liền từ hả? Tao liếc sơ là tao biết mày cái là có loại giờ là bạch. Trời ơi. Chiếc trắng chiếc đen. Ê bán kiểu này bán cho bà nội nè, bán cho ai vậy? Ê nãy tao nói cái gì? Chiếc nam chiếc nữ. Hồi nãy tao nói mày dài này dài gì? Dài tình nhân. Thì dài tình nhân phải một nam một nữ mới là tình nhân chứ. Trời má ơi. Mày trả giá rồi. Bây giờ mày phải lấy. Trời ơi tôi bị gạt nữa. Trời ơi. Làm ăn mua bán mà. Gạt nhau là thương thôi. Ê. Cái gì? Mày buôn bán cái kiểu này làm sao mày làm giàu được mày? Kệ tao. Mày dạy đời làm cái gì? Kệ tao, tao có 50 rồi tao khỏe rồi. Nghĩa là bán không có vốn, có 50 là khỏe. Chứ sao? Còn non lắm. Sao non? Tao mua bỏ ra 50, tao mua đôi giày này mà tao bán tới 500. Ai khùng mua đôi giày mày 500? Trời ơi, mày khùng vừa thôi. Ê, tao có đôi giày giống mày nè. Người dân... Má ơi, ở đâu mày có đồ này vậy? Thì mày vô mày móc người ta một chiếc. Không lẽ còn chiếc ra đường tao mang người ta đi vậy hay sao? Rồi sao? Người ta dục tao lùm. Mày sư phụ tao luôn rồi. Bây giờ hai đâu in 500. Giờ bán lại cho tao đi. Ê, làm ăn như mày còn nhỏ lắm. Để sư phụ dạy cho con. Mày có cái cách nào làm mua bán mày chỉ tao với. Tao bán một là cái trăm không? Một lần trăm luôn. Ê, chỉ tao. Chuyên gia đồ cổ. Chuyên gia đồ cổ. Là mày đó. Trời đất ơi, đồ cổ là cái đồ quốc cánh. Mày la xung quanh nó có hình sự vớt tao sao? Mày chia lại cho tao đồ cổ đi. Chia? Mày có giống không chia? Mày đừng khi dễ nha. Mặc đồ sida chứ đại gia nhà đất nha. Tiền bạc tao để nhà cả đống á. Có không? Có. Vậy là mày hỏi đúng chỗ rồi. Sao? Tao nói thiệt với mày á nha. Ừ. Tao bán đồ cổ đó. Mày sao? Có gia phả hẳn hoi. Mày có gia phả luôn hả? Vua chứng nhận luôn. Đâu? Đó, thấy chưa? Ủa tiếng gì vậy? Chữ nôm. Hồi đó vua xài chữ nôm. Đúng rồi. Mà vua nói gì vậy? Không biết đọc hả? Tao đâu biết, sao chữ nôm sao tao biết? Nghe nè. Nghe. Quần gió bó tí xì mã trên trông ngồi chân tặng trộn gì cậu. Hiểu không? Không. Giờ mặt mày ngu quá sao mày hiểu được? Mày hiểu không? Không. Mày không hiểu sao mày đọc? Nhưng mà tao biết gia đình tao nói cái gì trong này. Nó nói gì? Gia đình ông bà ta để lại cái gia phả nói rằng tao là con cháu của ba đời của vua Bảo Đại. Ủa vậy mày bảo gì? Bảo chung. Cũng hay vậy ta. Chữ nôm mà nó cũng dịch được ta. Hay lắm. Ê mày bán đồ cổ bán đồ gì rồi mày chia lại cho tao mớ rồi. Muốn không? Muốn. Trước tiên ta chưa chia đâu. Sao? Ta cho mày coi đi, mở động tầm mắt. Cho tao coi. Bây giờ trước tiên là muốn coi đồ cổ nội hay đồ cổ ngoại? Đồ ngoại đi. Đồ ngoại nó bán có giá hơn. Đồ ngoại phải không? Đồ ngoại. Cho mày mở động tầm mắt luôn nha. Ừ. Đây. Đồ cổ ngoại. Tan 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 tan. Ủa này áo túi bà già mày? Thì áo túi bà già. Sao mày nói đồ ngoại? Ngoại tao. Cái áo được của bà ngoại tao. Trời ơi, bà giặt tao canh ba bao bữa tao mới lấy được hả mày? Nè, bà năm nay bà gần 100 tuổi rồi. Cái áo này bà mai hồi 18 tuổi, phải gần 80 năm không mày? Hay, đồ cổ ngoại. Đó. Mày giải thích hay. Ừ. Tao mua. Mày mua? Ừ. Biết làm ăn. Nhưng mà... Làm ăn bà lanh lẹ tao mới thích.
tính tao vậy á. Nhưng mà bây giờ ngoại thiệt đi, đừng có ngoại mày nữa. À, ý coi đồ ngoại quốc. Ờ, ngoại quốc thiệt đi, bán có giá hơn. Đồ cổ ngoại quốc phải không? Ừ. Hồi đó giờ mày thấy long bào của vua chưa? Long bào của vua mà mày cũng có nữa. Người ta không có, tao có. Hay quá, cho tao coi với. Mà không phải vua Việt Nam. Vua gì? Vua Pháp. Vua Pháp. Napoleon. Napoleon. Long bào của Pháp mà nó cũng có nữa. Đây, tao coi. Long bào vua Pháp. Long bào vua mà. Này mặc vô lòi long nách luôn á. Này áo thun ba lỗ nghe mày. Kẻ thun ba lỗ. Sao mày nói long bào của vua? Mày thấy cái mặt phăng không? Thì đúng rồi, ở mặt phăng. Phăng là Pháp. Thì Pháp. Tao hỏi mày cái ghế vua ngồi tao gọi là gì? Long ngai. Cái giường của vua nằm. Long sàng. Cái áo vua mặc. Thì long bào. Long bào của vua. Đồ, sao ba lỗ? Đồ tắm biển của ổng đó mày. Trời, đồ tắm biển của vua mà mày cũng có nữa. Có chứ. Mày giải thích hay. Tao mua. Mày mua luôn. Mua. Còn gì nữa không? Làm ăn có lý quá. Thôi thôi, giờ đồ ngoại tao sợ lắm rồi. Hả? Tao sợ đồ ngoại lắm rồi. Bây giờ mày có đồ nổi không? Đồ cổ nổi á. Đồ có nổi có chứ. Cho tao coi. Khoảng cả chừng 120 năm trở lên mày coi không? Mà cái gì mới là đồ cổ. Ừ. Ngu quá. Đồ cổ nổi phải không? Ờ, đồ cổ nổi. Đồ. Này quần yếm con nít mà mày. Quần yếm nít. Sao mà nói là đồ cổ nổi? Ông nội tao. Hả? Ông nội tao mới đẻ ra mặt mà. Bây giờ ông nội tao chết rồi. 140 tuổi phải là 140 năm không mày? Tao cho mày biết nha, ba đời rồi đó nghe mày. Ba đời để lại cho ba tao để lại cho tao. Nè, tao nói thiệt cho mày, Đàm Vĩnh Hưng mua cái quần người tao mang đó. Nó khoái cái chỗ này nè, đó, thấy không đó, vậy đó, mặt nó ngủ á. Đồ cổ nội mày giải thích hay. Ờ, để hả? Tao mua. Chết cha này nó. Mày còn cái gì nữa không? Mày nó có tiền không mà mua hoài trời. Tao mua hết, tao mua hết. Chóng mặt rồi. Tao mua hết. Ê, gì? Còn món này nè. Món gì? Bảo tàng không có, tao có. Bảo tàng không có, mày có. Là cái gì? Mày có coi phim Thiếu Lâm Tự không? Tao coi rồi. Cái món này nó nằm trong tàng kinh cát. Tàng kinh cát mà mày cũng có nữa. Chứ sao? Cho tao coi. Mà không ai vô tàng kinh cát lấy được. Đúng rồi, phải trong Thiếu Lâm mới vô được. Không. Ngoại trừ một người. Ai? Tao không biết. Tao nghe nói lại vậy thôi. Mày cho tao coi tàng kinh cát đồ cổ nó đi. Món này gọi là vật trấn Thiếu Lâm Tự. Hả? Vật trấn Thiếu Lâm Tự mày cũng có nữa. Có chứ. Cho tao coi. Đây. Tao hồi hộp quá. Này như lưỡi lam mày. Thì lưỡi lam đó. Sao mà nói vật trấn Thiếu Lâm Tự? Ê, tao hỏi mày trước khi vô chùa tu người ta làm gì? Cạo đầu. Cạo đầu bằng cái gì? Lưỡi lam. Trời ơi. Ai mà lưỡi lam sao bự hả? Ở hồi xưa là lưỡi lam bự lắm, tại trong chùa đông người mà. Sao? Mấy ông thầy chùa đó, mấy ông thầy chùa mà ngồi xếp hàng rồi đó. Cái lấy cái này làm cái rộn cái xong cái đầu, rộn cái xong cái đầu. Làm vậy mới lẹ được, hiểu không? Mày giải thích hay. Tao mua. Mày mua luôn? Ừ. Trời ơi, hên quá, bữa nay hên quá vậy. Chẳng những tao mua mà tao còn tịch thu hết đồ của mày nữa. Mày giỡn mặt với tao hả? Anh gạt em lấy đồ em. Như vậy tao mới bắt quả tang mày được. Bây giờ trong người mày còn cái gì? Mày mang ra hết đây cho tao. Dạ. Tao tuyên bố tao tịch thu. Giờ còn một thứ. Thứ gì? Đồ quý. Đồ quý tao mới lấy. Trời ơi, anh ơi, tha cho em đi. Đâu phải đồ quý bình thường mà đồ quý của vợ em. Của vợ mày tao càng phải lấy nữa. Đừng lấy ra ngoài kỳ lắm. Tao nói đưa đây. Đừng ăn mặt. Tao nói đưa đừng đây. Mày đưa đây. Mày giỡn mặt hả? Mày. Mày biết tao canh mày lâu không mày? Hả? Ừ. Mày biết tội mày chưa? Ừ. Nói đây. Ừ. Ờ, cái này đúng giờ không sao mày nói được. Ừ. Nói. Ê. Đừng bắt em. Cái băng đỏ là đâu mày có nói này. Dạ em cổ động viên đó banh em đấy em đeo ông nhát ta thôi. Cổ động viên bóng đá mà lấy cái băng đỏ vô vòng ngoài chợ đó hù dọa người ta. Em khổ quá em kiếm sống mà. Biết tội chứ mày. Dạ em biết, em biết rồi. Đại diện thành phố. Vậy đừng nghe. Đại diện quận. Đừng quỳ xuống. Vậy đừng anh. Đại diện bà con. Đừng sửa tội mày. Ta chết rồi. Chưa chết đâu, mày ba ngày sau trúng gió mày chết. Sao trúng gió? Ê xuống nước. Ê đừng lại.
thời buổi gì đâu mà kinh tế làm ăn sao mà khó khăn quá. Tới móc bọc mà cũng bị ế. Hồi sáng giờ lụm được cái bịch này, cái này khổ quá. Ý, quên. Hồi sáng mình có lụm được cái bình nè. Được rồi. Đây. Trời ơi, cái này thiệt hay giả vậy ta? Cái này mà vàng thiệt á, là vô đậm luôn á nha. Đâu, để mình chùi thử rồi nó sáng không? Trời đất ơi, ai làm cái túi vậy? Chào những người trần gian đang ngồi ở dưới. Trời ơi, ma khổ cha. Không phải ma, tao đỉnh mới xuống mà. Hả? Đỉnh xuống. Không phải ma. Ừ. Ở chảnh mới xuống. Ừ. Ừ quá. Nhìn là biết là ở chảnh mới xuống rồi. Đỡ. Mới xả chạy phải không? Mới xả thì nè, xịt khói phải không? Ở Biên Hòa mới xuống phải không? Đó. Ủa tao nằm tổng lo quá, tao không biết Biên Hòa là đâu. Là nhà thương điên á. Tao đâu có điên. Tao là tiên. Cái gì? Tiên. Tiên. Ừ. Thôi ông ơi. Gì? Đừng thấy tao nhỏ mà gạt tao rồi. Thời buổi này làm gì có tiên. Tiên thiệt. Tiên á là người ta phải có phép. Ừ. Ông có phép không? Có. Ông có hả? Tao ông biến thử tôi coi nữa coi. Biến coi hả? Ờ. Biến gì giờ ta? Ông muốn biến gì đó ông biến à. Ê tao biến mày đừng có buồn nha. Có gì đâu buồn. Bắt đầu tao biến nè. Ông biến đi. Xuống. Xuống gì? Xuống quần. Quần ai? Quần mày á. Ây trời. Trời ơi. Cái gì vậy? Chết nhỏ ơi. Mày biết tao biết. Ôi trời. Kiếm cái gì cột lại mới được trời. Chết mày nhỏ. Cột cỡ nào tao quất con cái là cũng văng ra. Con tin chưa? Con tin rồi. Không tin tao biến con cái rồi mất luôn cái quần đông à. Con tin rồi ông tiên ơi. Ủa? Vậy ông là ông tiên thiệt á hả? Nhìn là biết tiên này. Vậy ông từ đâu xuất hiện vậy? Ta từ chiếc bình cổ chui ra. Dạ. Ông từ chiếc bình cổ chui ra. Lúc ta nằm trong chiếc bình ta có lời nguyện. Ai cứu được ta ra ta cho người đó ba điều ước. Vậy là con? Con sẽ được ba điều ước. Ước đi con, muốn gì được đấy. Vậy là con sẽ được ba điều ước hả ông Tiên? Quỳ xuống mất dạy. Dạ. Ông Tiên ơi. Vậy? Vậy bây giờ con ước nghe ông Tiên. Ước đi. À, bây giờ con ước. Con ước. Ước. Ước gì? Ta biết. Ta đi ước. Ủa tao ước tao đỡ tao. Bây giờ con ước gì được không ông Tiên? Trời sao không? Ta là tiên mà ước gì không được mày. Bây giờ con ước làm sao á. Ờ. Cho đường phố Việt Nam của mình á. Ờ. Sạch. Đẹp. Đó. Giống như bên nước ngoài. Được không ông? Không. Sao không? Tiền đâu có lo nổi hết đường phố Việt Nam. Đây ra chợ Sài Gòn lo còn không nổi nữa. Sao nãy ông nói ông Tiên ước gì cũng được. Tiên có tiên giàu, tiên nghèo chứ. Vậy ông là... Nghèo. Sao nghèo? Nằm trong bình 2000 năm có làm ăn gì đâu giàu. Ngu. Ây dạ. Ngu. Cái thân thì mất bọc. Rồi bị ướt đường phố sạch đẹp là bọc đâu có mất. Con quên nữa ta. Ướt cái gì hạnh phúc cho bản thân mình không ướt. Ướt xa vời. Ông Tiên ơi. Gì? Vậy bây giờ con ướt cho bản thân con nha ông Tiên. Ờ. Ông Tiên ơi. Gì nữa? Hồi sáng giờ con đói quá à. Con ướt cái gì con ăn được không? Đơn giản cái thôi hả? Dạ. Sao mày không ước trúng số á? Thôi, con nghèo lắm. Con không có nhà. Trúng số rồi tiền nhiều quá rồi. Chỗ đâu giấu. Khen thay tấm lòng thành thật. Ta ban cho con. Ông cho con cái cây này để con đập ruồi hả? Bậy bậy. Cây phép ta đập ruồi vậy? Cây phép. Ờ. Con thích món nào, thèm món nào gõ nhẹ xuống đây thức ăn hiện ra cho con ăn. Hả? Con chỉ cần gõ nhẹ xuống đây thức ăn hiện cho con ăn hả ông Tiên? Nhưng chỉ gõ được 3 lần thôi nhá. Dạ. Suy nghĩ cho kỹ 3 món thôi. Dạ dạ. Ừ. Trời ơi, bữa nay mình ước cái gì? Mình ăn một bữa cho đã luôn. 3 món là cha người ta rồi đó nghe. Súp. Gì? Súp á. Súp để người ta húp á. Mày đổi món khác đi, cái món đó không có trong thực đơn. Bích tết. Món khác á. Xúc xích. Trời ơi, tao nói món khác. Khỏi luôn. Gì vậy? Tiên nổ. Nổ gì vậy? Con ước ở giờ có gì đâu. Trời ơi, tao là tiên Việt Nam. Mày ước đồ Tây sao tao biết?
tiếng Việt Nam ta mới ước đồ Việt Nam chứ. Thí dụ nè, rau muống luộc, nước xào. Bà khi á, mấy cái món đó ta biết cho mày ăn. Mày ước xúc xích, ta biết xúc xích là cái cục gì mà ta biết cho mày. Ta nãy ông không chịu nói. Nói gì, tiếng Việt Nam mới ước đồ Việt Nam chứ. Làm nhỏ thèm muốn chết luôn à. Bây giờ con ước lại nha. Giận kỹ rồi. Thịt chó. Làm gì thèm dữ vậy? Canh chua cá lóc đó, thịt kho hột vịt đó. Đâu? Tao nói đó là hồi nãy kìa. Mày nói cho mày ba được á, mày ước ba món đồ Tây hết rồi, đâu còn đồ Việt Nam nữa. Trời gái cây mày tới dành xài rồi, mày gái mày đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Con đi kiếm chỗ mua khoai lang con ăn. Trời, mày bỏ ra hả? Chỉ cho ông Tiên gạt tao hoài hả? Tại đất ơi, mày đem con bỏ chợ nè, móc ra đây cho đã, giờ bỏ đứng bụi lợi nữa hả? Vậy chứ bây giờ ông muốn sao? Dẫn ông đi ăn rồi đưa ông về. Trời ơi, cái thân con còn chưa xong, tiền đâu con dẫn ông đi ăn. Con mày nghèo lắm hả? Ấy con bận vậy là biết rồi. Biểu khai. Dạ. Sao mà mặc đồ rách hơn tao nữa? Ba má mày ở đâu mà bỏ mày sống bơ vơ nghèo khổ vậy con? Ba má con ba má con ly dị với nhau, bỏ con lúc mới có 5 tuổi à ông Tiên. Trời đất ơi, 5 tuổi là bị bỏ rồi. Rồi nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 25 tuổi rồi. Làm cái nghề này được bao lâu? 5 tuổi là con đi móc rồi. Trời ơi, 20 năm móc bọc. Vậy là nghề nó cứng lắm rồi. Hết nghề làm ăn sao chọn cái nghề kỳ vậy đó? Con không có biết chữ, rồi đâu có ai cho làm cái nghề gì đâu. Rồi còn anh em dòng họ gì, gia đình gì không? Dạ con còn một đứa em nữa. Trời Phật ơi, mày vậy rồi em mày sống sao? Rồi em mày đâu? Lúc ba má con ly dị, rồi cơn lũ kéo về, hai anh em con bị thất lạc. Con thì trôi dạt vô đây bóc bọc. Còn em của con giờ này chắc có ở dưới quê á. Quê của con tận đâu vậy? Dạ thưa ông, quê con nghèo lắm ông ơi. Mùa đông thiếu áo, hè thì tội nghiệp, cho mày cứ về thăm em mày không? Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở về xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương thì dương nước trải con vương bao niềm thương. Xa rồi còn thương. Con ơi, từng giọt lệ con rơi là từng cơn mưa tưới vào lòng tiếng những giọt sâu thương u ẩn. Khóc nữa đi con, tiếng vỗ dành lần cuối rồi, mai đây người một phương trời. Dạ, ở tận miền Trung á. Ở tận miền Trung lưng. Dạ. Ở gần nhà Quang Linh đúng không con? Thôi sao? Sao ông cũng biết Quang Linh nữa? Nằm trong mình nó nghe nó hát. Nghe nó nhà đâu? Ở đâu nó ngoài Huế? Ở đâu? Ngoài Huế. Không phải. Ở Huế. Huế.
Không biết sao ông nói chữ Huế không được. Sao vậy? Tại cái mỏ ông giống cá chùa kiếm quá. Đúng rồi. Trời ơi trời. Năm 2014 rồi, Việt Kiều ta về đây, người ngoại quốc ta qua đó ta đầu tư, ta làm ăn, ta du lịch. Mà về đây thấy mày ăn mặc về mang cái túi đi vòng vòng, mất mỹ quan thành phố hết con. Mày đổi về khác làm ăn người tao được không? Con đâu có vốn liếng gì đâu làm ăn. Được có bệnh tao đâu? Cái bệnh không? Tao giỡn mày. Đây nè, nè, nè. Bệnh ông nè, bệnh ông. Sao bỏ mày vậy? Biết bằng gì đâu không? Bằng gì vậy ông? Vàng thiệt nha. Vàng thiệt? Là ăn cướp mới giết chết hết bây giờ. Vàng không? Vàng 9 số 4. Trời ơi. Con nghe người ta nói là vàng 4 số 9. Hèn chứ nó xanh quá. Vậy ông nội Ngọc Hoàng gạt tao tới 9 số 4 nè. Ý, ông Tiên ơi. Gì? Sao cái bình ông có cái lỗ ngộ hả? Bị cái lỗ đề bà ông bị nhốt trong này 2.000 năm đó con. Ủa sao vậy ông? Ở trên trời không có việc làm, ông dòm gái không biết cái bình giờ bị nhốt trong đây rồi. Vậy mà còn khóc được nữa. Để cho mượn rồi. Trời ơi, ông cho con mượn. Bán ra đi. Dạ. Rồi kiếm miếng đất rồi lớn lớn giống vậy rồi mua mở siêu thị làm ăn với ta. Trời. Ông không biết đâu, siêu thị nó lớn lắm, con làm không có nổi. Vậy mở nhỏ chút. Mở nhỏ là mở gì? Siêu âm á. À, không có được luôn. Siêu âm là của mấy bà bầu người ta siêu á. Ôi siêu gì cũng được, miễn là nghề lương thiện. Rồi thời gian sau ta trả lại cho ông. Dạ. Ông còn phải lo cho mấy đứa trẻ mồ côi đang chờ đợi. Trời. Mồ côi ngồi không á. Ủa mấy người đó là mồ côi á. Ông Tiên ơi. Gì? Ông xuống đây ông giúp đỡ trẻ em mồ côi hả ông Tiên? Mô Phật. Sao ông thương con mà ông giúp đỡ con trước vậy? Tại con nghèo mà con có tấm lòng thành thật. Dạ. Tuy móc bọc nhưng không có móc quần áo của người ta phơi. Trước khi chia tay khuyên con một câu, nghèo phải cho sạch. Dạ. Rách cho thơm nghe con. Dạ. Chứ con hôi lắm à. Cái ta từ giả bỏ người ta đi đấy. Ông Tiên ơi, gì? Ông đi đâu vậy ông Tiên? Ta tìm những nhà hảo tâm để giúp đỡ trẻ em nghèo, khuyết tật. Sau lưng con còn những đứa em khổ hơn con nữa nghe con. Dạ. Ta đi nghe. Dạ. Đi nghe mấy con. Nào lấy thấy thương. Khẩu Phật niệm chân ôn, phép bầu lại hổ biến. Tắt đèn. Thôi. Ủa ai kêu tắt đèn hả? Tao. Kêu tắt đèn gì? Tắt đèn mới biến. Ủa sao tắt đèn phải biến? Tắt đèn biến lết vô tao mày không thấy chứ. Ủa ông Tiên ơi, vậy ông nói ông đi giúp đỡ cho em nghèo khuyết tật hả ông Tiên? Ừ. Ông Tiên ơi. Hả? Con lại ông. Ông cho con đi theo giúp đỡ cho em nghèo khuyết tật chứ. Ông lại con. Quần áo vậy giúp đỡ cho em nghèo khuyết tật. Dạ không sao đâu, lá rách đùm lá nát mà. Vậy hả? Dạ. Đứng theo phải không? Dạ. Mày đứng đây đi, tao bay rồi bay theo. Bữa nay con được bay, trời ơi mừng quá. BD không nè. Không ơ con té sao? Đứng đây rồi tao bay theo à. Dạ 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 dạ. Chuẩn bị nha. Dạ. Tao bay cao lắm á. Dạ. Không. Ê không không tìm tìm tìm. Ông bay ông nhớ né nha. Né gì? Để ông thôi ông bay cao á, cái mỏ ông vướng vô sợi dây điện, giật ông banh mỏ luôn á. Bay không? Dạ bay. Khẩu Phật niệm chân ôn, phép màu. À. Trời ơi bài cao quá trời ơi. Bài thấm ơi ơi. Bài cao trong mặt quá trời ơi, gió thổi ù quá. Trời ơi bài cao quá, bữa nay bài cao được bài cao. Úi à. Mày khùng thôi. Bữa nãy giờ ông chưa bay hả? Bay đâu? Không thấy gió thổi ù ù ù gì? Tại nhỏ nó tê quạt giờ văng ra đây nó ù ù gì. Vậy hả? Chuẩn bị ra. Dạ chuẩn bị. Khẩu Phật niệm chân ngôn, phép màu lại hô. Đi bộ đi. Ủa? Sao đi bộ? Mà yếu quá rồi, bay không nổi. Ông lúc nào cũng yếu hết trơn á. Rồi đi à? Ủa ông đi đâu vậy? Đi. Đi rồi không chào bà con rồi đi hả? Bỏ chung việc bị cái chút tất cả quý vị được ăn sang tình thường. Bà sĩ.